Đôi nét về Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953 tại Hà Nội, lớn lên tại Đà Nẵng. Từ năm 1965 đến năm 1972, tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng. Từ năm 1972 đến năm 1975, học triết học tại Đại chủng viện Hòa Bình Đà Nẵng. Từ năm 1975 đến năm 1978, học thần học tại Tòa Giám mục Đà Nẵng. Từ năm 1978 đến năm 1982, nghĩa vụ thanh niên tại Công trường Thủy lợi Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1982 đến năm 1990, tiếp tục tu học tại Tòa Giám mục Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 12 năm 1990, thụ phong linh mục. Từ năm 1991 đến năm 1994, Phó Sứ Tam Kỳ, Giáo phận Đà Nẵng. Từ năm 1994 đến năm 1998, học giáo luật tại Đại học Công giáo Paris Pháp, tốt nghiệp cử nhân. Từ năm 1998 đến năm 2000, Quản sứ Hà Lam, Giáo phận Đà Nẵng, kiêm giáo sư Đại chủng viện Huế. Từ năm 2000 đến năm 2003, Quản sứ Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng, kiêm giáo sư Đại chủng viện Huế. Năm 2003, gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích và làm giáo sư Đại chủng viện Huế. Từ năm 2004 đến năm 2005, tu nghiệp Xuân Bích tại Canada và học thêm giáo luật tại Đại học Công giáo Paris Pháp. Từ năm 2005 đến năm 2013, linh hướng và giáo sư tại Đại chủng viện Huế. Từ năm 2011 đến năm 2013, giám đốc Đại chủng viện Huế. Ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Ngày 6 tháng 9 năm 2013, lễ tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Hưng Hóa, khẩu hiệu giám mục mang vào mình mùi chiên. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long làm giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha An Phong đã đảm nhiệm các chức vụ sau. Tại Đại hội lần thứ 12, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng. Tại Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng. Tại Đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng. Tại Đại hội lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Đức cha An Phong được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa Sai Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.